mà. Tỉnh làm sao em tao. À ha.
thế thôi. Chạy đi. Chúng ta đã chậm một bước rồi. Thời gian gần đây, người của Alibaba bị giết rất là nhiều. Theo tớ, đây không phải là những vụ thanh toán bình thường. Chắc chắn đã có một thế lực ngầm nào đó đang muốn xóa sổ băng nhóm Alibaba. Cậu nói cũng đúng. Vậy thì chắc chắn người chúng nó muốn giết nhất chính là chị đại của Alibaba. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đến chỗ của Alibaba. Đi rồi. Mày kịp chở ra. Ok. Okay. Đi vào đi rồi. Chúng mày là ai? Ai là người cử chúng mày đến đây? Mày không cần biết bọn tao là ai. Mày chỉ cần biết bọn tao đến đây để lấy mạng mày. Thì ra người của tao gần đây bị giết là do chúng mày ra tay phải không? Đúng vậy, chính là bọn tao. Hôm nay bọn tao sẽ xóa sổ Alibaba chúng mày. Lũ khốn! Chết rồi. Cuối cùng chúng ta tiêu diệt được chị đại. Đúng vậy, cả tên Alibaba sẽ không còn xuất hiện nữa. Và địa bàn này sẽ nằm trong tay chúng ta. Đi rồi. Okay.
Ok. Chị đã bị giết rồi. Lúc chúng ta đến thì không có ai đi ra khỏi đây. Vậy thì chắc chắn hung thủ vẫn còn trong ngôi nhà này. Thôi đi thôi. Nhanh đi, chúng ta phải trốn khỏi đây thôi, tránh để người khác phát hiện. Xin chết nữa thì bị bọn Eagle phát hiện ra rồi. Đi thôi. Stay alert.
phát hiện rồi, tiêu diệt hết bọn chúng. Tôi có nhiệm vụ cho cô đây. Đi tiêu diệt cô gái này cho tôi. Được. Hãy dẫn tôi đến chỗ cô ấy. Mày. Cô ta ở đây. Tôi đến đây là hết rồi. Tạm biệt cô. Sao nơi này lại có cảm giác quen thuộc với mình như vậy? Hình như... Mày đã dắt nó đến nơi chưa? Em đã dắt nó tới nơi rồi. Chúng ta sắp có kinh hay để xem rồi đấy. Bọn nó sẽ tự tàn sát lẫn nhau. Mày, hãy khử nó đi.
này, mày tới số rồi. Đập lưng ông.